phá nát ruộng dừa. Đời cha nghèo quá, không để lại được gì cho các con. Giờ cha sắp gần đất xa trời, các con nhớ phải bảo ban nhau mà làm ăn, đừng để khổ như cha. Cha ơi, cha, cha ơi. Quê mình đất cằn sỏi đá, có canh tác thì cũng không được mùa. Hay là chúng ta rời quê đi khai khẩn vùng đất mới? Vâng, em cũng nghĩ vậy. Thế thì mai ba anh em chúng ta cùng lên đường sớm. Anh nghĩ đất đai chỗ này được đấy. Đây là vùng đất thịt nhẹ, đất cát pha, rất phù hợp với việc trồng dưa hấu. Vậy anh em ta dọn dẹp cỏ, khai hoang mảnh đất này, cày cuốc để trồng dưa hấu, thế nào cũng đạt năng suất cao. Vậy chúng ta nghỉ ngơi để mai bắt tay vào công việc thôi. Anh phân công thế này, mai anh rẫy cỏ, chú Hai cuốc đất, chú Út xới luống, như thế cho nhanh. Tranh việc nhàn nhã nhất thế. Chú Hai, chú gánh nước tưới dừa nhé. Còn chú Út, chịu khó đi xung quanh ruộng dưa để xua đám khỉ nhé. Sắp đến mùa thu hoạch rồi, cẩn thận chúng nó lại phá tanh bành hết bây giờ. Vâng. Bao cút đi, tỉnh đến đây phá hoại hả? Không được đâu. Ngày mai anh sẽ lên chợ tìm người mua dưa, các em ở nhà thu hoạch dần đi nhé. Anh cả, sao lúc nào anh cũng nhận phần việc nhẹ nhàng nhất thế? Đúng vậy, anh có biết là thu hoạch dưa vất vả lắm không? Anh đúng là cậy anh cả, bắt nạt các em. Các chú nói vậy mà nghe được à? Anh không đứng ra lo lắng, chỉ đạo thì các chú biết đường nào mà làm. Các chú là phận em út mà dám so bì như thế là hỗn láo. Em thấy anh cả bất công nên mới nói thôi. Cái ruộng dưa này công sức lớn nhất là của em, của anh nữa. Anh gánh nước tưới dưa đến u cả vai. Thôi thôi, các chú đừng có tranh công nữa. Tôi là anh cả, tôi lo lắng nhiều hơn. Giờ ruộng dưa bán đi, tôi phải được phần nhiều hơn hai chú. Phần lớn công của anh ư? Chính là do tôi vất vả cuốc xới, tưới nước dưa mới được xanh tốt. Này nhé, không có tôi mất công xua đuổi thú rừng thì ruộng dưa có được như bây giờ không? Đã thế tôi mặc kệ. Các chú muốn thu hoạch dưa, bán thế nào thì bán. Thế thì tôi cũng không thu hoạch dưa nữa. Các anh muốn làm gì thì làm. Thế tối nay tôi cũng chả thức canh ruộng dưa nữa. Các anh nhận là công của các anh cả thì ra đấy mà canh đi. Ôi trời ơi, sao lại thế này? Chú Hai, chú Ba đâu? Tối qua không ai trong ruộng dưa à? Ai cũng tranh nhau phần hơn. Để rồi ra nông nổi này đi. Bây giờ thì công cốc nhé. Bao nhiêu công sức anh em ta đổ xuống sông xuống bể cả rồi. Thật là cũng tại em cả. Thành quả tới nơi rồi mà không được hưởng. Âu cũng là vì cái sự ích kỷ, mất đoàn kết mà ra. Ngọc Hoàng và cậu học trò nghèo. Ngày xưa có anh học trò nghèo. Anh sống cực khổ tới năm 30 tuổi mà nghèo vẫn hoàng nghèo. Ta nghe đồn ngoài biển Đông có hòn đảo Ngọc Hoàng Thượng Đế thường ngự xuống nghỉ ngơi. Ta phải tới đó gặp ngài để khiếu nại mới được, vì ngài để ta nghèo lâu quá rồi. Tuy nhiên, suốt chặng đường anh đã gặp rất nhiều vất vả, gian lao. Chẳng bao lâu, lương thực mang theo đã cạn hết. Anh phải ghé vào một nhà bên đường xin ăn. Cậu ăn đi, cứ tự nhiên để còn có sức đi gặp Ngọc Hoàng chứ. Cảm ơn ông. Nhân đây, tôi có thể nhờ cậu hỏi Ngọc Hoàng cho tôi một việc được không? Dạ, xin ông cứ nói.
Suốt đời tôi không làm điều gì sai trái, vậy tại sao vợ chồng tôi chỉ có một đứa con gái mà nó lại bị câm ngay từ lúc mới sinh? Nhờ cậu hỏi giúp tôi. Ông đúng thật là một người tốt. Với tôi, một người xa lạ, ông còn ân cần tử tế mời cơm tôi một bữa thịnh soạn như thế này. Nhất định tôi sẽ hỏi Ngọc Hoàng giùm ông. Trời sắp tối rồi, ta nên tìm một ngôi nhà nào xin trú nhờ thôi. Kia rồi. Dạ thưa ông, tôi thân học trò hèn mọn, có việc đi qua nơi đây. Chẳng may trời sắp tối rồi, xin ông cho tôi trú nhờ qua đêm nay được không ạ? Đây là ít bánh bao với lương khô tôi tặng cậu. Trên đường đi có đói thì nhớ lấy ra ăn nhé. Cảm ơn ông nhiều lắm. Thật ra ta cũng có việc muốn nhờ cậu. Ta muốn cậu hỏi Ngọc Hoàng giùm ta. Ta có trồng một cây cam trước nhà, cành lá thì tùm xanh tươi, mà tại sao cam không bao giờ có quả? Nhất định tôi sẽ hỏi giúp ông. Chỉ cần vượt qua biển này sang đảo kia là ta có thể gặp Ngọc Hoàng được rồi. Chết thật, ở đây chẳng có con thuyền nào, sao ta có thể sang bên đảo kia gặp Ngọc Hoàng được chứ? Rùa, rùa thần ư? Trèo lên lưng tôi đi, tôi sẽ đưa cậu ra tận đảo gặp Ngọc Hoàng. Vậy có ổn không? Ổn chứ, đổi lại cậu làm ơn hỏi Ngọc Hoàng giùm tôi. Tại sao tôi ở đây đã 1000 năm rồi mà vẫn còn sống kiếp rùa không thay đổi đi? Nhất định tôi sẽ hỏi giùm. Mình sẽ ngồi đây đợi đến lúc Ngọc Hoàng xuất hiện. Chẳng lẽ Ngọc Hoàng xuất hiện rồi ư? Dạ bẩm Ngọc Hoàng, con là phận học trò hèn mọn. Hôm nay mạo muội đến gặp Ngọc Hoàng để trình bày những nỗi phiền muộn của con ạ. Khá khen cho ngươi có dũng cảm và kiên định vượt đường xa xa xôi đến gặp ta. Được, có gì ngươi cứ trình bày đi. Dạ đúng rồi, rùa thần có nhờ con hỏi ngài, tại sao rùa ở biển đã 1000 năm mà vẫn còn sống kiếp rùa không thay đổi ạ? Nó phải nhả viên ngọc ngậm trong miệng ra thì mới hóa kiếp được. Còn ông chủ, nhà có cây cam nơi con từng ở nhờ hỏi. Sao cành lá thì tùm xanh tươi mà tại sao cam không bao giờ có quả? Cam ấy không sinh quả vì dưới gốc nó có vàng. Vậy còn ông chủ tốt bụng của người con gái, tại sao sinh ra từ nhỏ lại bị câm ạ? Nó không nói được vì chưa gặp ông trạng nào khai khẩu cho nó. Vậy ạ? Còn... Ta bỏ thiên đình xuống đây kiếm chút yên tĩnh, không ngờ lại bị ngươi đến quấy rầy. Bẩm Ngọc Hoàng, con còn chưa nói đến phiền muộn của con. Đúng là số trời đã định, mình nghèo thì vẫn mãi nghèo thôi, không thay đổi được gì cả. Ôi, vậy là tôi đã thoát kiếp nạn rùa rồi. Cảm ơn anh nhé, tôi tặng anh hòn ngọc ấy là ngọc quý đấy, uống giúp anh thông minh hơn người đấy. Anh nên giữ gìn cẩn thận nhé. Anh cầm lấy một nửa này, coi như tôi cảm tạ anh. Anh lấy làm lộ phí đi đường nhé. Mình sẽ lấy số vàng này để lên kinh đô, làm lộ phí thi trạng nguyên sắp tới. Nhờ viên ngọc quý mang trong người, anh trở nên thông minh khác thường. Sẵn có vàng, anh liền ở lại mua lều chõng, sắm sửa kinh sách để dọn thi. Năm ấy, anh đậu trạng nguyên và đứng đầu bảng vàng. Nhà ông chủ giàu có đây rồi, không biết con gái ông ấy thế nào rồi. Mình phải vào bảo ông ấy lời nhắn của Ngọc Hoàng. Thiếp xin chào trạng. Hả? Con gái nói được ư? Thì ra là con gái ta phải gặp trạng nào khai khẩu cho nó thì mới nói được. Mà trạng đó không ai khác, lại chính là anh học trò thuở nào. Tốt, trời đã định, vậy ta sẽ gả con gái cho trạng. Trạng thấy vậy có được không? Dạ, nếu được vậy con xin vâng ạ. Sự tích cây roi. Ngày xưa có một người thầy nổi tiếng là dạy giỏi và hiền lành. Tiếng lành đồn xa, một hôm có 3 người trẻ tuổi đến xin ông nhận vào học. 2 anh là con nhà nghèo, còn 1 anh là con nhà giàu, không muốn học nhưng bị bố bắt ép. Học thầy thì phải học cây hay, cây tốt trước rồi sau mới học cây chữ, cái nghĩa. Học giỏi thì được khen, học kém thì phải phạt. Dạ. Thầy không phạt bằng roi,
thầy có con ốc này thay cho roi, nên thầy gọi nó là con ốc roi. Học giỏi thì nó sáng lên như đèn, học kém thì nó sẽ đen dần lại như than. Ba người học trò học được một năm thì ba con ốc đã đổi thành ba màu khác hẳn. Hai anh con nhà nghèo thì con ốc đeo ở cổ ngày càng sáng ra. Một con sáng trắng, một con sáng hồng. Còn con ốc của anh nhà giàu thì cứ đen dần và ngày càng đen thẫm lại. Hai anh con nhà nghèo vừa làm thuê kiếm sống vừa đến học thầy. Hai anh học giỏi lại biết đối xử với mọi người rất tử tế và lễ độ. Còn anh con nhà giàu thì mãi say mê rượu chè, trai gái, ngay cả với thầy, anh ta cũng chê và nói xấu. Cha có biết lão thầy ấy nói cha thế nào không? Sao? Nói gì ta nào? Lão ta nói con học kém vì cha ngu dốt, mò khắp người cha cũng không kiếm được lấy nửa chữ. Được, dám khinh thường ta, để rồi lão sẽ biết tay. Này thì tội dám nói xấu ông chủ của ta này, cho ngươi cháy thành than luôn, cho hết luôn cả chỗ dạy học nữa. Ôi, nhà của thầy cháy rồi, mau cứu thầy tôi. Trời ơi, nhà của thầy cháy rồi, thầy biết sống sao đi? Thưa thầy, nhà con tuy nghèo, nhưng cũng có một túp lều ở tạm. Nếu thầy không chê, thầy hãy tới nhà của con ở. Trời, học hành đúng thật là đau đầu, ta không học nữa. Còn mày nữa, tao cứ đen ngòm thế này, đã thế tao vứt đi, đeo thế này cho bẩn người. Ôi, sao tự dưng lại đau thế này? Công tử, người sao vậy? Ta không thể thở được. Ôi, công tử, có ai không? Công tử chết rồi. Không hiểu tên thầy đồ ấy yểm bùa gì vào con ốc mà làm con ta chết oan như vậy. Người đâu? Người đến nhà lôi lão ấy đến đây cho ta hỏi tội. Để ta xem chúng đang nói chuyện gì nào. Hai con hãy nói thật cho thầy rõ vì sao con ốc của hai con này sáng trắng, con kia lại sáng hồng. Thưa thầy, chúng con cũng không hiểu vì sao ạ. Thôi, con không phải giấu thầy nữa. Có phải con là con gái giả trai không? Cái gì? Thưa thầy, vì phép vua không cho con gái đi thi, nên con đành phải làm như vậy. Thầy biết, nếu để lộ ra thì con sẽ bị tội chém đầu. Thầy biết hai con là người tài giỏi, thầy sẽ giấu kín việc này. Thầy tin là sau này, hai con sẽ giúp ích lớn cho đời. Con cảm ơn thầy ạ. Được rồi, tin hay đây. Được rồi, cứ để cho các ngươi lên kinh ứng thi đi. Lúc đó, tội chết có thoát đằng trời. Hai người học trò nghèo lên kinh đi thi. Người con gái đỗ nhất, người con trai đỗ nhì. Chúng ta đỗ rồi. Bảng vàng vừa treo lên, thì tên nhà giàu cũng kịp nhờ người tâu với nhà vua là ba thầy trò nhà kia dám chống lại lệnh vua. Cũng may là ở trong cung có một cụ già giữ ngựa, cụ rất ghét tên vua độc ác, nên cụ nhờ người báo tin cho hai người học trò nghèo biết chuyện không hay xảy ra. Thầy rất hiểu lòng và rất quý hai con. Hai con hãy trốn đi, nghe thầy. Đời thầy chỉ có nghề dạy học và chuỗi ốc này. Thầy cho hai con để hai con tiếp tục nghề của thầy. Thầy ơi! Hai người lánh vào một khu rừng ít người lui tới. Về sau, khi tên vua tàn ác bị giết và một vị hoàng tử được nhân dân quý mến lên thay, thì hai người lại vâng theo lời thầy dạy trở về làng mở lớp dạy học. Họ sống một cuộc sống vui vẻ với việc dạy học. Khi hai người chết đi, họ nằm cạnh nhau và từ mộ hai người mọc lên hai mầm cây rất đẹp. Và khi cây ra hoa, kết quả, thì đó là một thứ quả lạ.
nhìn giống như những con ốc roi ngày nào. Người ta gọi đó là quả roi. Quả bầu chúa. Ngày xưa, ở ngôi làng nọ, có hai anh em, cha mẹ mất sớm. Em trai này, người ta bảo lao động là vinh quang, gia sản cha mẹ để lại, anh nhường em mảnh đất để em lao động, còn anh xin nhận ngôi nhà. Trời ơi, mảnh đất khô cằn ấy sao mà trồng trọt được? Có sức người sỏi đá cũng thành cơm mà em, cố lên em trai. Thôi biết làm sao được, ở hiền gặp lành, mình cứ chăm chỉ làm việc, biết đâu... Thưa ông, một xu này thì mua được mấy bao hạt lúa giống ạ? Mấy bao hả? Cút ngay không, ta cho bao cát vào mặt bây giờ. Một xu mà đòi mua hạt giống à? Con cần gì con trai? Cụ ơi, con rất muốn mua cho cụ một cái gì đó, nhưng con chỉ có ngần này tiền. Một xu là đủ con trai, ta bán cho con một hạt giống may mắn. Hãy chăm chỉ làm việc, điều tốt lành sẽ đến với con. Hạt giống may mắn sao? Người em gieo hạt giống xuống mảnh đất cha mẹ để lại và chờ đợi một điều may mắn đến với mình. Thế mà xuân qua hạ tới thu sang, không một lá mầm nào vươn lên mặt đất. Hạt giống vẫn ngủ yên trong đất như thể nó chưa từng tồn tại. Người em vẫn không thôi hy vọng. Và rồi, khi mùa xuân đến, từ hạt giống tưởng chừng đã ngủ quên, một lá mầm vươn khỏi mặt đất và lớn nhanh như thổi. Chẳng bao lâu, một dây bầu đã lan nhanh và phủ kín mảnh đất. Ôi chao, loài bầu gì mà lớn nhanh đến thế? Kỳ lạ chưa? Mới hôm qua chưa thấy gì mà. Dù người em chăm sóc đến đâu, cây bầu cứ lớn mãi và chẳng thấy đậu quả. Cây có lớn mà không có quả, không biết điều lành hay điều dữ đây. Sao lại là điều dữ được nhỉ? Từ mảnh đất khô cằn thế này, mày vẫn vươn lên, mày đã rất cố gắng rồi, phải không? Trời ơi, kỳ lạ quá. Quả bầu lớn mãi như không muốn ngưng. Từ xưa đến nay, người ta chưa trông thấy quả bầu nào to đến thế. Ai cũng gọi quả bầu ấy là quả bầu chúa. Loa 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 loa, mời bà con cô bác gần xa ra nghe thông báo. Nhà vua mở tiệc mừng thọ, một bữa tiệc lớn nhất từ trước đến nay. Mời bà con cô bác làng trên xóm dưới đến dự. Các ông các bà ơi, về chuẩn bị lễ vật đi mừng thọ nhà vua thôi. Nhà tôi có một tranh tứ bình, nhanh về chuẩn bị đi bà con ơi. Mình biết lấy gì mừng thọ nhà vua đi? À, quả bầu này tự tay mình chăm sóc, trải qua bao mưa nắng mà lớn lên, tuy quê mùa nhưng là một tấm lòng thơm thảo. Mình sẽ dâng biếu nhà vua. Thưa nhà vua, tôi dâng biếu nhà vua quả bầu chúa, chúc nhà vua sống lâu trăm tuổi. Quả bầu kỳ vậy, của ngon vật lạ trên đời ta thấy đã nhiều, nhưng quả bầu to như vậy ta chưa từng thấy. Ngươi trồng bằng loại hạt giống nào mà to vậy? Hay ngươi gặp may nên trồng được một quả bầu to như thế? Dạ, đúng là con gặp may ạ. À, con được một cụ bà bán cho một hạt giống may mắn. Con gieo trồng chăm sóc mãi mới được một quả bầu. Không ngờ nó to thế này. Chắc chắn đây là một quả bầu may mắn. Con muốn tặng may mắn ấy cho nhà vua. Ta xin nhận tấm lòng của ngươi để cảm ơn. Ta ban cho ngươi vàng bạc, trâu bò và đồng ruộng. Ngươi cứ chăm chỉ làm ăn, cuộc sống sẽ sung túc hơn. Dạ, con cảm ơn nhà vua. Không thể tin nổi, em ta chỉ biếu nhà vua một quả bầu quê mùa mà được ban thưởng bao nhiêu vàng bạc, trâu bò, ruộng đất thế này. Nếu ta bán ngôi nhà cha mẹ để lại để mua những của ngon vật lạ đem dâng biếu, chắc nhà vua sẽ cho thưởng hậu hĩnh nhiều hơn. Ta thật cảm ơn tấm lòng của ngươi, không biết ta nên thưởng gì cho xứng đáng. À, có lẽ tốt nhất là thưởng cho ngươi một thứ quý hiếm nhất trên đời. Quý hiếm nhất trên đời sao? Hầu đâu, mang ra cho ta quả bầu chúa để đem thưởng cho người này. Hả? Gì cơ? Xin chúc mừng anh. Trời ơi, nhà cửa, của cải bán sạch rồi, giờ chỉ có quả bầu này. Mình biết làm gì với quả bầu quê mùa này đây?
Trời ơi là trời. Thỏ trắng và Tanuki. Ngày xưa, có một lão nông hiền lành sống cùng với vợ ở dưới chân núi cao. Hai người hàng ngày chỉ bầu bạn với chú thỏ trắng mà trước kia họ đã cứu nó khi bị thương. Họ cưu mang và yêu thương nó như con cái trong nhà. Lần đó, ông lão đang ở ngoài ruộng làm đồng. Sau một ngày làm việc mệt nhọc, ông định rảo bước về nhà. Ôi, đau quá. Có tiếng gì vậy nhỉ? Ôi, đau quá. Thì ra là một con Tanuki, hình như nó bị thương mất rồi. Tội quá. Cứu tôi với, tôi đau quá. Tôi bị thú rừng đuổi nên mới bị thương và lạc tới chỗ này. Cứu tôi với. Được rồi, ta sẽ mang ngươi về. Vợ ta rất khéo tay, bà ấy sẽ chăm sóc cẩn thận cho vết thương của nhà ngươi. Ông lão mang con Tanuki về nhà, chữa trị vết thương và chăm sóc nó giống như là con của mình vậy. Một thời gian sau, chân con Tanuki đã khỏi. Nhưng vì thương nó còn yếu ớt nên ông lão vẫn để nó sống tại nhà mình. Còn ở nhà, ông đi lên rừng kiếm củi kẻo đến mùa đông lại không có củi sưởi ấm. Chân con vẫn còn nhức, đi lại nhớ cẩn thận nha. Bà và thỏ trắng vừa xuống chợ, chắc lát sẽ về thôi. Vâng, con nhớ rồi thưa ông. Thời cơ đã đến rồi, mấy ngày nay chui rút trong một túp lều này chán chết. Mình phải trở về rừng thôi, nhưng trước khi về phải kiếm lấy ít lương thực tích trữ đã. Mình thật là thông minh, mình cứ giả bộ bị thương nặng mà ở đây, vừa có chốn dung thân, lại được ăn no ngủ kỹ, đêm đến lại được trộm lúa khoai nữa chứ. đúng là món mình thích mà. Sau khi mình trở về rừng, cổ khoai lúa này có khi ăn dần đến cả tháng, đã phải vất vả đi kiếm ăn. Chuyện gì thế này? Ô ruộng khoai của tôi, sao lại thế này? Chẳng lẽ có con thú nào từ rừng vào phá ruộng của chúng ta sao? Chết rồi, hình như ở mình hơi quá tay. Chúng ta phải đan những tấm đan to để chắn bọn thú rừng này. Lúa sắp chín, khoai sắp thu hoạch rồi. Cứ để thế này, e vụ này ta sẽ mất mùa mất. Hôm qua mình lỡ tay quá nên đào nhiều khoai lúa. Hôm nay dừng một buổi nhỉ, kẻo bị phát hiện thì rắc rối lắm. Nhưng mình phải tích trữ đủ lương thực để còn về rừng nữa chứ. Thôi chết. Ôi may quá. Hả? Con Tanuki kia trốn tránh đi đâu nhỉ? Chẳng lẽ... thì ra chính ngươi là kẻ ăn trộm phá ruộng của ông bà. Ngươi đúng thật là kẻ ăn cháo đá bát mà. Phải gọi ông dậy bắt tại trận cho nó hết đường chối cãi. Ngon quá, củ này nhỏ thì chén luôn, củ to kia thì để dành. Ta bắt được ngươi rồi nha, tên trộm này. Ôi, con xin ông tha cho con. Từ giờ con sẽ không dám ăn trộm của ông nữa. Lời nói của ngươi giờ không đáng tin một chút nào. Theo ta về nhà, ta sẽ cho ngươi thấy kẻ vô ơn không bao giờ có một kết cục tốt đẹp đâu. Cứ để nó ở đây, tôi ra đắp lại đống đất nó vừa phá. Lát tôi về xử lý, bà nhớ không được thả nó ra đâu đấy. Tôi biết rồi mà. Ôi, đau quá. Bà ơi, tôi đau quá. Bà có thể nới lỏng dây trói ra giúp tôi một chút được không? Tôi đau thật mà. Bà yên tâm, tôi không làm hại bà đâu. Tôi bị trói chặt thế này rồi còn gì. Được rồi, ta chỉ nới lỏng dây ra cho ngươi một chút thôi nghe chưa. Ôi trời ơi. Muốn trừng phạt ta bằng cách này không dễ thế đâu. Anh kia, anh Tanuki, đợi tôi với. Đợi anh, để anh bắt tôi về cho ông bà ấy hả? Tôi không dạy đâu nha. Dừng lại, tôi không bắt anh đâu. Tôi chạy theo anh đấy chứ. Tôi cũng bị ông bà ấy đuổi đi rồi.
Hả? Sao à? Sao anh cũng bị đuổi đi ư? Anh định lừa tôi à? Anh Tanuki ơi, oan cho tôi quá à. Vì giúp anh, tôi đã dúi cho bà lão ấy ngã thêm một cái nữa. Nếu không bà đã gọi ông về bắt anh rồi. Chính vì vậy, họ cầm gậy đuổi tôi đi ra khỏi nhà rồi. Hả? Cái gì? Giúp tôi ư? Đúng vậy, họ nghĩ tôi cùng phe với anh. Giờ tôi không có nhà cửa, không có ai ở cùng. Ở trong khu rừng rộng lớn mênh mông thế này, tôi sợ quá à. Anh có thể cho tôi theo cùng được không? Anh nói thật không? Thật mà, chúng ta đã từng chơi thân với nhau như thế nào, anh rõ mà. Mà nè, để trả thù họ, tôi nghĩ chúng ta nên đi kiếm một đống củi thật to, sau đó phải đốt cả túp lều của ông bà đi mới hả giận được. Anh nghĩ sao? Nghe cũng được đấy. Vậy được, chúng ta đi thôi. Thế này là đủ rồi nhỉ? Nhưng tôi nhỏ con quá à. Anh phát đống củi này nha. Còn tôi, lát tôi phải giữ sức, sẽ lục tung cái đống ruộng lúa với khoai kia đi cho bỏ tức. Được đấy, không ngờ anh cũng cùng chí hướng với tôi. Biết thế, trước đây tôi rủ anh đi ăn cùng rồi. Rồi tôi phát củi, anh chuẩn bị tinh thần phá ruộng đi. Để tôi phụ anh, phải buộc chặt đống củi này vào người anh, như thế mới không bị rơi anh ạ. Vậy mà nhiều thế, nặng quá, nặng quá à. Thế thì mới đủ để nấu hết lúa, khoai ở ruộng kia chứ. Có tiếng gì hồn màu ấy nhỉ? Tôi đang thu nhặt đồ nghề để phá hết đám lúa kia cho bỏ tức ấy mà. Khá lắm, hợp ý ta đó. Chúng ta cùng phá hết đám ruộng ấy cho ông bà ấy chết đói đi. Đúng là đồ ăn cháo đá bát. Biết thế này trước kia, ông bà để cho ngươi chết giữa đường đi, cứ về làm gì chứ. Cho ngươi chết này. Có mùi gì ấy nhỉ? Chắc nhà nào đang nướng thịt ấy mà. Nóng quá, nóng quá. Sao củi lại bị cháy thế này? Cứu tôi với. Thỏ ơi, cứu tôi với. Củi cháy rồi, cứu tôi với. Ông bà đã cứu anh, vậy mà anh lại trả ơn ông bà bằng cách phá hoại ruộng lúa ư? Anh tưởng tôi cũng giống anh ư? Anh nhầm rồi, tôi chỉ đang trừng trị anh mà thôi. Nóng quá, con thỏ trắng kia. Ta mà thoát được, ta sẽ giết chết nhà ngươi. Đau quá, rát quá. Đó là kết cục của những kẻ vong ơn bội nghĩa. Đừng bao giờ quay lại đây nữa, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Kể từ đó, con Tanuki không dám bén mảng lại gần ruộng lúa cũng như nhà ông bà nữa. Một phần vì xấu hổ với ông lão, một phần nó cũng sợ sẽ bị thỏ trắng thông minh kia trừng trị một lần nữa. Và rồi cuộc sống vui vẻ lại trở lại với thỏ trắng và vợ chồng ông lão nhân hậu kia bên những vườn khoai lúa đầy ắp. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!